nha. Là đầu tiên đây. Bây giờ cũng để tối anh em mình cũng chuẩn bị vô đồ để lặn biển. Hôm nay em Tiên sẽ lặn tăng thứ nhất. Mùa nước lạnh á, Tiên mặc cái đồ cho giữ ấm là áo thun này. Với lại một cái bịch, bịch này là bịch 20. Tiên mặc vào xong một cái bộ đồ nhá nữa, mặc vào cho nó khỏi lăn nước. Tháng đầu mùa nước lạnh như nước té vậy. Thì phía sau này với anh em mình cũng chuẩn bị vô đồ nè mọi người. Thì đây là cái áo nhái nó như thế này đây. Nó có lại 3 ly, 2 ly, 5 ly. Mùa lạnh thì anh em mặc, còn mùa ấm thì sẽ không mặc. Tại anh Lâm với anh Thiện với là Tiên sẽ nhảy đầu tiên. Mấy anh em nhảy tại sau thì ở trên nghỉ ngơi. Chiếc là xét vơn thì mình đi chuyến này đêm hôm nay là vị trí ốc đắng ốc cỏ. Em Tiên cũng vớt bằng áo nhái xong, bây giờ Tiên mặc nốt nữa là xong, vô đồ xong, bây giờ chờ chạy tới vị trí nhảy anh em mình xuống sang hải sản nha. Ở phía gần này thì mấy anh em sẽ nghỉ ngơi. Ở đây là giống như một cái phòng của mấy anh em mình, và phía trước này là nơi làm việc của anh em rồi. Bị trường cầm cái đồ để có chạy tới cái vị trí lặn hôm nay. Mặt rồi cũng đã lặn rồi. Ok mọi người, cũng tới vị trí rồi. Anh em mình cũng sẵn sàng, chờ đứng số lại nhảy thôi. Em Cương lặn tại sau. Nước hôm nay lặn khá là lăn vắt luôn. Cano thì cứ tròn theo mấy anh em mình đi dưới nước nha. Thì mực nước anh em mình chạy tới hôm nay cũng phải 16, 17, 18 mét. Nhìn xuống không có thấy đáy đại dương đâu cả nhà. Đi xuống gần tới thì bắt đầu mới thấy. Lúc này là Tiên đang có thả nước gương về xì tai. Để mà xuống nước sâu thì bắt buộc phải xì tai, còn gọi là giảm ép tai. Về ánh đèn của Tiên thì cũng dọi thấy đáy rồi nè. Và em Tiên cũng tới đáy. Đây là con nhùm đá nha, nó không có gạch. Thôi Tiên đi về hải sản thôi nè. Á chà, mới vừa đáp đáy thì Tiên gặp con mực nang. Chắc là trắng này, tăng này Tiên may mắn vô đây. Mực đen thì giá trị rất cao. Để mà thương lái mua sống thì mực đen phải dưới 2 kg để bán cho các khu nhà bè. Riêng mực đen trên 2 kg thì không có mua sống nha. Em này Tiên sẽ bắt sống. Cả nhà để ý khi mà nó biến đổi màu trắng là nó không có chịu đèn đâu. Ồ, nó chạy đi khé là xe, không biết Tiên có bắt được không. Nhưng mà thấy cái ánh đèn là Tiên còn quan sát được. Ồ, nó quỵt cái nữa kìa. Chú chà, không biết sao đây. Chắc có lẽ là em Tiên sẽ xăm quá. Chứ để nó chạy mất là tiếc nha. Thì Tiên phải bật cái đèn phe lên dọi như thế này. Như nó chạy mất hay sao thôi. Đây, nó nếp ngay cái chỗ này nè. Nó đang có nguyệt đang giống một cái cục đá. Được thì em Tiên sẽ bắt sống. Rồi, được ngay. Con này thì khoảng 1,5 kg, 2 kg, 200.000 trên 1 kg. Để mà nuôi sống thì phải bỏ cái vực riêng như thế này nha cô chú anh chị. Một em ốc bàn tay nè, được 16.000 trên một con. Còn mực nang lúc nãy cho 250.000, tổng cộng là 265.000.
Này chỗ này không biết hải sản gì đây. À một con hào hương. Ôi trời, tiền trò phép nó vỡ như thế này luôn. Vỡ như thế này thì mua rẻ nha, 14.000 cho một con. Tiền là còn thêm được 16.000. Con này là con thứ ba, nhưng mà tiền quay con thứ hai thì không quay. À cha, con hải sâm ga nữa nè, thêm 60.000. Thì sơ sơ chỗ này tiền được 76.000. Lúc nãy được 265.000 nữa, thành ra là 340.000. Thêm con ốc nữa là 340 mấy nghìn rồi cả nhà. Đây là con ốc ăn trên chóp đá nè. Ốc này thì giết rì 14.000 một con. Ôi, hai con luôn, 28.000. Đây, con nữa đây mọi người, là 42.000. Chú cha, may mắn rồi đây cả nhà. Trúng đậm, hy vọng là bắt lai ra như thế này. Nhưng mà nãy giờ không bắt thì thôi, để bắt thì được 2 đến 3 con không à. Ù, một con nữa. Con này nhỏ bé xíu, cho nên em tiên không bắt. Thì thôi sơ sơ được 42.000. Còn quay còn lại cho 400.000 chẳng nha mọi người, cho dễ tính. Tiền được 400k cho nãy giờ rồi đấy. Có một dấu vết bò của một con ốc. Không biết là ốc bằng tay hay là ốc bị nữa đây. Em tiền cứ việc theo cái dấu vết bò này thôi cả nha. Có vẻ là đi dắt lại xe đây. Rồi cuối cùng thì cũng tới điểm đích. Là con ốc ăn. Giá trị 14.000 trên một con cho hiện tại, với lại bán ở đạp Phú Quý nha cô chú anh chị. Tại giờ thì tiền không được con cá nào luôn nè. Một con cá chèm. Thì dưới cái hang này có một con cá chim mú. Màu sắc khá đẹp. Trời cảnh thì khỏi bài rồi. Con sa biển này có màu sắc rất là rực rỡ. Thức ăn sa biển thì tùy theo loại. Có loại ăn san hô, có loại ăn đá, có loại ăn thực vật. Nhưng mà sa biển thì tôi không có bắt. Và đi một chập nữa thì phát hiện con hải sâm ga thứ hai. 60.000 còn thêm vào quỹ ngân sách. Ngày nãy giờ tiền được thêm khoảng 474.000 rồi. Lúc nãy được một con ốc bằng tay, ốc ăn chưa có cộng vào. Đây nè, hai con hải sâm của em rồi. Còn cái hang bé xí này có một bé dưa nè. Ôi trời, con bé dưa này đang có săn mồi. Kẻ con ốc nữa, em tiên sẽ bắt con ốc. Thì ké dưa á, ở ngoài đảo tiên mua khá dễ luôn. Có 8.000 một ký thôi, cho nên tiên không bắt nha. Đây mọi người xem cách con ké dưa nó săn mồi nè. Đây là con ké chèm. Đấy, wow. Nó đớp khá lanh luôn. Nhưng mà đâu có được. Tiền không bắt thì thôi, chứ làm gì để cho ăn con cá chèm được. Ở ngoài tiền thì cũng có một cái nghề là gọi là thò dưa. Lấy một con mồi sắc vào lưỡi câu. Và biết cái hàng dưa như thế này á, mình đưa vào thì nó đớp. Ăn là kéo dê. Mẹ con cái dừa này đang có đói. Thôi tiền cho ăn một tí rồi nó đớp luôn con ké là lỗ tổn á. Do này con cái chèm này to thì không cho ăn nha, chứ nhỏ là thôi cho nó ăn luôn cho rồi. Hình như là nó đói lắm rồi, mà có cái con ké dừa này cũng rất là to. Thôi tiền không cho ăn, để dành con cái chèm mang về để bán. Kẻ nhà mình có phát hiện ra con mực nang không? Nó nằm trình hình nguyệt lang ngay cái chỗ này nè. Đấy, nó mang nguyệt lang thì bắt tay rất là dễ dàng luôn. Em tiên chụp phát là được ngay.
Con này là con thứ hai của em nha. Quá tuyệt vời. Một tăng may mắn của em. À, nãy giờ tiên cũng quên còn sổ tiền chứ. Chắc là cũng hơn cái kiệu bạc rồi. Hai con bực nang này là được gần cái kiệu rồi mọi người. Con này to hơn con đầu tiên luôn. Khoảng 3,5 kg. Cũng là mực nang cái nha. Để quế cả nhà ơi. Thì khi mà bắt sống thì Tiên sẽ bỏ vực riêng như thế này. Xong thì Tiên mới bỏ chung vào với vực ké, vực ốc. Đi một tăng được hai con như thế này phải gọi là may mắn lắm mới được. Rồi tăng nào cũng được như thế này thì anh em mình trúng đậm luôn cả nhà. Cái túi đen là cái chất để nó nguyệt lan khi mà bị xâm hại, nó sẽ phun ra để ẩn mình dưới lớp túi. Vực nang này thì cơm dày, ăn cũng rất ngon. Thêm con sao biển nữa. Mấy con sao biển như thế này thì có màu sắc rất là rực rỡ. Có nhiều con là màu vàng, màu kem, đẹp lắm. À, mục đích chuyên chỉ bắt con cái thèn này nè. Thì thèn két dùng để kho ăn rất là ngon nha. Nó béo nè. Cái này sẽ phơi khô ăn cũng được, nhưng mà đèo cái sẽ phơi khô thì hơi cực. Wow, một con cái đuối rất là to luôn nè. Wow, con này là con cái đuối đó. Ôi trời ơi, tiếc ghê. Khúc này thì nhớ là đã phát hiện ra con mực nang thứ ba nha. Ở phía xe ánh đèn pin kìa. Để Tiên lại, tự nhiên sẽ ra, đây, cả nhà thấy không? Nó đang có nguyệt lan như một cục đá luôn. Con thứ ba này lại to hơn hai con trước luôn, cả nhà ơi. Em Tiên mừng quá, may mắn cho cái tăng của Tiên hôm nay. Chờ để Tiên ngắm một phát. Tiên rất là thích luôn nha. Wow, nó to trẻ bé luôn. Tiên phải chụp về ôm như thế này. Mực đang to á, khi mà chụp được cái đầu thì cho cái đít nó vào bụng của mình. Để nó lái lớn nó khuyệt đi thì nó cũng tông vào bụng. Chứ không mà để nó tông ra ngoài thì tiếc lắm. Con này khoảng 4 kg luôn á. To quá trời to. Tiên được ba con này toàn là mực đen cá thôi mọi người. Không biết anh Thiện với anh Nam có được không. Tiền đi ngay cái giọt có mực nang rồi. Phải gọi đây là một tăng trúng biển của Tiên. Tăng nào cũng như thế này thôi chứ Tiền có nhiều video clip hay luôn rồi. Khúc này là em Tiên bỏ vào mà cái con mực nang nó không chịu vào, xí nữa là chạy mất tiêu. Nhưng mà cũng lanh là Tiên vừa bỏ về Tiên hút là nó không có chạy được. Ok, một tăng thành công của Tiên. Đẩy nó xịt cái túi mực ra đen thui luôn. Thường thì khi con mực á, nó xịt túi ra nó không có chạy đi xe nha. Nó ở chính giữa ngay cái túi đen đó đó. Để nó ẩn nấp. Bè con này cũng 7-8 kg rồi. Tiên khém mừng luôn. Bây giờ thì Tiên sẽ phê tìm ngay cái cụm san hô này thử còn con nào lấy lòi nữa không. Sau khi tính lại thì em Tiên khóa về cái con mực này nè. Tiên cũng mừng về anh em cũng mừng theo. Giờ thì mới được con hạ xăm ga thứ ba. Đúng là mùa nước lạnh hạ xăm ga rất là hiếm khi bắt được. Chưa qua tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 rồi á.
hải sâm ga lại bắt lia đìa luôn cả nhà. Tại vì nước ấm thì nó sẽ bò đe nhiều hơn, mà không hiểu sao nước lạnh nó chui đâu núp cũng hay thiệt chứ, nó không đi ăn cũng không thấy đói luôn mày. Thì khoái cái vượt mực đen này. Như vậy là em Tiên bắt con mực nang thứ ba xong là cũng đúng giờ lên. Tăng mà đi có hải sản như thế này thì quả thật là nhanh tới giờ lên thật. Mê men bắt hải sản đó mọi người, không có để ý là tới hồi nào không hay. Thì thôi cứ tới giờ lên thì anh em sẽ kéo lên. Thì Tiên lại được khỏe như thế này. Rồi giờ mời mọi người lên xem thành quả hôm nay. Đang mọi người, đây mình cũ lên được một tăng rồi. Chủ yếu là ốc, vài được vài con hải sâm. Tăng này đi có dấu ốc kèn với người ta khá nhiều. Được mối tôm nữa nè. Một con mực lế. Vài được ba con mực nang. Giờ em Tiên xe đồ khô cho ấm chứ để ruồng cái cờ ruồng sau đó khoai thành quả cho mọi người xem. Đã mọi người, đẹp cũng chuẩn bị thả kè đây. Tiên cũng xe đồ khô xong xuôi nha. Đấy cái bàn chai này về rồi anh em mình phù dịp hải sản xuống. Xong mọi người, bàn chai cũng được đối để anh em ở phía sau sẽ chạy thêm anh em ở phía trước này. Còn bây giờ thì sẽ dọn cái đống thành quả này lại. Ở đây chủ yếu là ốc ăn với lại ốc kèn. Và bao hoa sắp xuống ha. Sắp xuống ha. Còn kia đảo dòng không? Giờ anh em mình sẽ sắp xuống. Giờ tiền đếm thử tăng này được bao nhiêu con nha. 50 thì sẽ bỏ xuống cái hộp kia kìa. Đây là ốc bàn tay đây, nó có 6 ngón. Còn ốc này là ốc bàn tay luôn. Ốc này là ốc ăn này. Ốc ăn thì nó sẽ rẻ hơn nha, rẻ hơn 1-2 ngàn gì đó. Do là nó không có chơi cái vỏ được á. Mọi người thấy cái ốc này chơi thẩm mỹ cái vỏ rất là đẹp này.
chắc là nặng ký luôn. Tầng này khá là ít ốc đỏ, được có mấy con rồi. Đây là ốc đỏ, ốc đón này. Giờ tiền lựa bỏ xuống cho nó hết, ghét là ốc. Sẽ bắt vào với con tôm bỏ xuống luôn. Có một con tôm đỏ khá là to, khoảng 3-4-5 kg. Đem dọn dẹp xong rồi tới lựa kế vào. Cái chạp thì bỏ bên chiên, còn cái tạp mà bỏ bên chiên. Tầng này được có khoảng 3 kg cái chạp, không được 5 kg kế nữa mọi người. Mọi người cứ quy trình dọn dẹp xong thì anh em bây giờ sẽ ăn cơm nha. Em về với ba đêm cũng dọn dẹp xong, chui vô ngâm vui để chuẩn bị ăn cơm buổi tối hôm nay. Đây là cơm cho buổi tối hôm nay. Cái gì? Chắc là béo luôn. Đây là cái kênh, cái chim, cái thắt giáo. Chỗ này là chỗ ngủ và chỗ ăn uống của anh em luôn nha. Mọi người thấy quần áo mình gói khá là phức tạp. Wow, đây là ghè cho buổi chiều quá đem mình ăn con này. Giờ chắc ăn ké quá. Ké chắc là béo. Dùng bữa xong, kế thì bắt đầu mình dùng cũng hết luôn rồi. Thì bạn chưa cũng tới lượt ăn. Nói chung là khi mà anh Nam hoặc là Tiên ăn xong thì sẽ thay để cho bạn chưa vô ăn. Anh em ăn sai vòng nha. Ăn uống xong thì anh em mình sắp vào vị trí để ngủ. Ở dưới nước thì lạnh lạnh, nhưng mà lên trên thì mình gói đồ ấm đầy đủ luôn. Được cái anh em mình lặn thay á, nó cũng khỏe nha. Rồi bạn chưa cũng ăn xong thì sẽ phụ rửa chén, phần ai ăn thì người đấy rửa đó mọi người. Sắp đầu thay cho dòng lá cho anh Năm và Tiền, với là anh Năm với anh Thiện sẽ đi ngủ xong xuôi đủ 2 tiếng kéo lên để thay tay.
kia là ghe của anh Tâm đấy, làm chung gần bên luôn mọi người. Rồi giờ thì thêm với lại mấy anh em sẽ đi ngủ, có lẽ là video cũng xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị chúng mình đã xem video nha mọi người, cho em một like và một đăng ký kênh để xem những video mới hơn. Giờ thì đi ngủ thôi mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, tiền ngủ ngon đây, bye bye.